Hello anh em, hôm nay thì mình sẽ lên cái đầu nổ Hitman của Nhật cho anh em nhá. Thì cái đầu nổ này thì giá thị trường là nó hơn 3 triệu một cái anh em nhá. Hơn 3 triệu một cái, nhưng mà bây giờ clip này thì nó chỉ hơn 1 triệu thôi. Và chỉ có hơn 1 triệu đồng là anh em đã có sắm cho mình một quả đầu nổ Hitman của Nhật nhá. Công nghệ của Nhật anh em nhá, dòng máy chính hãng. Những cái dòng máy này nếu hơn 1 triệu đồng thôi là miễn phí ship cho anh em, và về đến tận nhà anh em là test máy mà thanh toán tiền nhá. Đấy thì cái mình sẽ khui cái máy này cho anh em xem này. Đây, máy này anh em thấy là nó đóng nguyên đai nguyên kiện này. Đây. Đây là cái đầu nổ thương hiệu của Hitman anh em ha. Đó, nó là nguyên đai nguyên kiện của nó đây. Đó ha. Đây. Đấy, một cái này, nguyên đai nguyên kiện của nó là 15 kg này. Là Hitman, là công nghệ của Nhật nhá. Là dòng máy chính hãng đó. Nó đóng nguyên đai nguyên kiện như này. Đó là nó tới cả 14 15 kg này. Rồi bây giờ mình khui máy cho anh em xem này. Nó đóng gói đã lắm. Đó, cái dòng này thì mình đang thanh lý cho anh em thôi. À, số lượng nhiều lắm anh em, à, mấy trăm con lận á, nó đóng gói kỹ càng không? Đấy, đóng gói rất là kỹ luôn. Đấy, thương hiệu Hitman anh em nhá. Đây, anh em xem này, nó đóng gói đảo này. Anh em mà vào ấy, đấy, clip này thì nó chỉ hơn triệu thôi. Đấy, clip này chỉ hơn 1 triệu đồng thôi anh em. Chỉ có hơn 1 triệu đồng là anh em là sở hữu ngay cái đầu nổ rồi. Đầu này thì nó thay cho tất cả những cái dòng motor ở trên thị trường ha. Đặc biệt là những anh em miền Tây á, hoặc là những anh em mà miền núi, miền cao nguyên mà nó mất điện á, là mình bơm nước đã lắm nhá. Bơm thuốc sâu này, những anh em mà có cả một hecta cao su là chơi cái này. Đây, này là đây là cái đầu này. Đấy, cái buli này mình có thể thay thế nó được ha, để mình thay một cái motor thôi. Đấy. Con này đã lắm anh em. Đây, quá đã cho anh em này ha. Đây anh em thấy không? Này, nó là 7,5 HP. Cái này giật nổ nha. Cái này là mở xăng khóa xăng, cái này là gió anh em. Ở bên này công tắc này. Đấy, công tắc cảm biến này thì nó là on này, mình bật xuống này. À, on là mình bật lên ha, bật xuống ha. Đấy, off là mình bật lên. Nó dễ lắm anh em, cực kỳ dễ dàng luôn. Đó. Cái buli này thì mình có thể thay thế dễ dàng, và máy thì nó sẽ làm những cái hộp kim nhôm này, quá đã luôn. Cái đầu này, anh em thấy cái đầu nó không? Đó, nó làm nhìn nó kỹ này anh em này. Thế này là mình đổ nhớt này. Ở đây có một cái đổ nhớt này, và đây mình có sử dụng cái đổ nhớt luôn, tức là nó hai bên. À, mình muốn đổ ở bên nào thì mình đổ ha. Nó chạy nhớt 4 thì anh em nhá. Đấy, nhớt xe máy mình á ha. Đó, nó dễ dàng sử dụng lắm. Này, anh em thấy đây là mình xăng con này. Đấy, thì đây là cái buli ha. Lâu lâu mình có bẩn quá thì mình sẽ vệ sinh nó lại ha. Đó, nó có phụ kiện để mình thay thế cái buli nào thôi. Nó dễ lắm. Nói chung là cái dòng máy này là cái dòng máy phổ thông rồi, cho nên là khi mà anh em mình xài nó cực kỳ dễ dàng luôn ha. Đây, phụ kiện của nó đây, nó có cái mở buli này anh em này. Đấy, nó có cái mở này ha. Đó, nó là phụ kiện của nó luôn, và bảo hành chính hãng là như vậy là 1 năm bảo hành anh em nhá. Đấy, 1 năm bảo hành cho anh em, và giá nó là hơn 3 triệu á. Hơn 3 triệu một cái, em bán có là 1 triệu 399 nghìn cho anh em nhá. 1 triệu 399 nghìn là miễn phí ship cho anh em tận nhà luôn. Đấy, đặc biệt là những anh em nào mà chạy xuồng, chạy ghe đó ha. Sắm con này thì phải nói đẳng cấp luôn. Về cái mùa nước lên này ha, thì nhà không thể thiếu cái đầu nổ này anh em ha. Đó, nó chạy xăng nó tiện lắm. Đấy. Đây, thì hôm nay cái chương trình hôm nay này, đây mình tặng cho anh em này 1,4 triệu nhá. 1,4 triệu là mình tặng cho cái búa này. Đấy, cái búa là cả 100 ngàn này. Một lục giác đều 50 là 150 này. Cái cần là cái kiềm nhật nhá, kiềm nhật 50 ngàn nhá. Đó là 200 phần quà rồi. Đó, phần quà của nó là 200 rồi, là mình tặng kèm nhá. Trong cái clip này là mình tặng kèm cho anh em khi mua cái đầu nổ này. Cái này nó cũng khá là cần thiết cho anh em nhá. Kìm này rồi là lục giác này rồi là búa này. Đấy. Thì bây giờ là mình sẽ test cho anh em luôn. Đấy, con này thì nó dễ dàng lắm. Đây, mình sẽ đổ nhớt cho anh em này. Đây, nhớt thì bên này nó sẽ có hai cái đầu, hồi nãy mình giới thiệu rồi ha. Đây, mình đổ nhớt thôi. Đấy, khi hàng về thì anh em mình cứ đổ nhớt vào. Đấy, anh em mình đổ nhớt vào là anh mình test thoải mái thôi. Đây, đấy, cho nó lên. Đấy, anh em thấy không? Rất là dễ dàng luôn, mình đổ nhớt vào này. Anh em cứ đổ đầy bình đi ha. Đó, cứ đổ đầy bình là xài thôi, nó dễ dàng lắm. Nó quá dễ dàng luôn, thật sự luôn. Máy này đã lắm anh em. Máy này cái giá ở thị trường là hơn 3 triệu á. Hơn 3 triệu một cái máy mà bây giờ là bán 1,399,000. Bao ship và tặng một đống quà này này. Đấy. Là cái chương trình hôm nay là nó. Rồi, đây là bình xăng này anh em. Đấy, đây bình xăng nhá. Anh em thấy rồi. Dày lắm. Quá là dày luôn anh em. Đấy. Bình xăng nó cực kỳ dày, mình đổ xăng cho anh em luôn để mình test cho anh em luôn. À, nó quá đã nha, dễ lắm. Này dễ xài lắm. Đặc biệt là các bác nông thôn, nông dân mà mua được cái này thì nó quá đã luôn. Đấy, ra đồng bơm nước ha. Đã ha. Chạy ghê nó làm được đủ kiểu luôn. Đấy, chỗ nào mà không có điện thì có cái này xử lý cho anh em.
anh em cứ thay cái bu ly là anh em cứ xài thoải mái luôn, cực kỳ dễ dàng luôn, thật sự luôn. Đấy, mình đổ xăng vào ha. Đó, đổ xăng vào, ok chưa? Đấy, bây giờ thì mình sẽ test cái máy này, rất là dễ nổ anh em nhá. Đây anh em này. Đấy, đây là cái công tắc này, mình bật lên bật xuống ha. Đấy, công tắc cảm biến cực kỳ xịn luôn. Đó, bật là đây có chữ on này là mở này. Đấy, off này là tắt này ha. Rồi. Rồi bên này là cái khóa xăng này, anh em thấy này. Đây, đây là on này mà mình mở ra là mở xăng này. Đấy, còn bên này ra lê ha. Đó, khi mà mình kéo thế này và mình sẽ giật nổ đi. Và khi mà máy khởi động nổ là mình sẽ gạt lại ha. Đây là mình sẽ test thử cho anh em này. Đó, máy nổ rất là êm nha. Đó, ha. Đây này, đây là cái điều tốc này. Mình muốn nhanh chậm. Ok anh em ạ. Nhà êm, ngon, giòn, bổ, rẻ anh em ha. Đây nó quá đã anh em. Dạ. Đấy. Ha. Dạ. Đó. Thấy chưa? Nó đã lắm em. Đã lắm. Trời ơi, nó mạnh. Đấy nghe thấy không? Đây. Ôi, nó mạnh đã lắm. Đó. Ha. Đó. 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 Đây là công tắc anh em nhá. Anh em nhá, anh em mà chơi con này thì đúng là đẳng cấp luôn. Giá của nó là hơn 3 triệu anh em nhá. Hơn 3 triệu mà bây giờ là bán cho anh em là có là 1.399.000. Đấy, bao ship cho anh em về tận nhà anh em nhá. Quà tặng anh em đây, 200.000 quà tặng rồi. Đó, hai rẻ nhất thị trường này anh em ạ nhá. Anh em cứ vào tham khảo đi nhá. Giá rẻ cực kỳ luôn mà hàng chất lượng cho anh em luôn nhá. Đó, 7,5 HP, nó đã lắm anh em. Đó, đã lắm. Chạy nó êm luôn mà sướng cực kỳ luôn anh em này, chạy đã luôn. Giá cho anh em là 1.399.000. Đấy, bao ship tận nhà cho anh em luôn. Anh em được test máy khi nhận hàng nhá. Đấy, anh em được test máy khi nhận hàng, nó chóng là nói chung là ở đây là mình là bán hàng cho anh em là rất là uy tín luôn. Đấy, hôm nay mình lên clip đầu nổ thương hiệu của Hitman của Nhật nhá. Đó, bảo hành chính hãng cho mình là 1 năm bảo hành. Anh em mà quan tâm á thì alo và nhấc máy cho mình ha. Quá đã, thật sự luôn, rẻ hơn thị trường cực kỳ nhiều luôn. Anh em mà mua trên kênh của mình á, đảm bảo với anh em luôn, hàng chất lượng và giá cả thì rất là ok cho anh em nha. Đó, đó là cái máy nổ thương hiệu của Hitman anh em ha. Thì ngoài ra các bác nào mà đang quan tâm những cái sản phẩm mà như vậy là những cái dòng mà bình phun thuốc pha này. Đấy, Osaka anh em này, đó, cực kỳ xịn sò luôn. Này, Osaka là hàng Nhật nha anh em. Đó, cần dài hơn 2 mét này. Đó, mình có thể là gạt lên gạt xuống đều được ha. Đấy, đầy đủ phụ kiện cho mình luôn. Sạc adapter này. Đó, bình như vậy là có đến 5 cái bét nhá. 5 cái bét này, bảo hành chính hãng là 1 năm. Giá có 850 ngàn thôi. Giá nó có 850 ngàn là bao ship cho anh em luôn. Anh em mua cửa hàng là hơn 1.2 triệu ha. Hơn 1.2 triệu mà thậm chí là làm sao mà được cái bình Osaka của Nhật này. Đấy, quay sát vào đây này. Đây phần nhựa này. Đấy, về cái phần nhựa nhá. Đấy,
ABS nhựa xịn nhá, phía bảo hành chính hãng cho anh em với mức giá có 850.000 thôi, quá đã cho anh em nhá. Đấy, anh em thấy không? Đây, một cái bình xịt này ha. Đó, đây, quá đã anh em này ha. Đấy, bên em là có rất là nhiều dòng luôn. Đây, đây là mình sạc nhá, đây là mình cắm sạc này. Đây, cái này là mình điều chỉnh này. Đó, đã lắm anh em. Bơm này thì quá đã luôn, 850.000. Đấy, 850.000 là bao ship cho anh em, và bình này là tới 20 lít anh em. Đấy, bình này là 20 lít, là bình lớn này. Đây, bình lớn thương hiệu Osaka này. Đây anh em thấy không? Này, 20 lít này. Đó, ha, 20 lít phụ kiện nó kèm đủ cho em với giá 850.000. Đấy, clip này là mình bán luôn cả cái này luôn. Anh em nào có nhu cầu thì là như vậy là alo cho mình là ship toàn quốc luôn, 850.000 ha. Quá đã luôn, còn đồng độ là giá 1.399.000 thôi. Rẻ, tặng kèm cho anh mình này, quà tặng này. Đây, một cái búa này ha. Rồi một cái bộ lục giác này, một cái kim nhật nhá, kim điện này. Quá đã cho anh em luôn. Nhá, anh em nào mà ok, anh em nào mà quan tâm sản phẩm mà máy nổ 7.5 HP thì liên hệ với mình nhá. Số điện thoại hotline ở trên màn hình ha, là mình sẽ ship code toàn quốc. Đấy, anh em kiểm tra hàng thanh toán tiền ha. Đã lắm, thương hiệu của Hitman, cực kỳ ngon luôn nhá. Mình cũng xin nhắc lại là giá hơn 3 triệu. Bây giờ chỉ còn lại là 1.399.000. Đấy. Ok anh em, thật sự là quá đã. Anh em cứ về test máy nhận hàng ha. Cảm ơn anh em. Hãy nhấn nút đăng ký kênh, hãy theo dõi cũng như là hãy comment để ủng hộ cho mình ha. Và bây giờ thì mình sẽ kết thúc video. Hôm nay cũng là ngày mùng 2 tháng 10 năm 2023 rồi anh em ha. Cảm ơn anh em đã đồng hành ủng hộ. Và chúc anh em thật nhiều sức khỏe ha. Bây giờ bye bye và hẹn gặp lại.